chào các bạn. Hôm nay mình nấu món cháo gà. Thì hồi nãy giờ mình bận quá, mình không có kịp, không có quay từ đầu cho các bạn xem á. Thì giờ mình sẽ giới thiệu đại khái ha. Là hồi nãy giờ mình cũng bắt cái nồi nước lên cho nó sôi rồi đó. Nó sôi xong mình sẽ bỏ gà vô ha các bạn ha. Giờ mình bỏ gà vô rồi, mình cũng đợi cho nó sôi, cho nó gà chín đi. Chín xong rồi mình sẽ vớt ra. Sau đó mình sẽ bỏ gạo vô. Mình sẽ bỏ gạo vô mình nấu cháo. Giờ mình đợi cho gà nó chín mình vớt ra các bạn ha. Hôm nay mình nấu cháo mình trộn gỏi củ hành. Gà hồi nãy giờ cũng sôi, cũng gần chín rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ gạo vô ha. Sẽ bỏ gạo vô. Cho gà mềm chút xíu nên mình sẽ vớt ra gà ra ha các bạn ha. Trong khi mình đợi cho gà chín mình sẽ xoay qua mình chuẩn bị các gia vị nè. Củ hành. Củ hành tây và rau răm. Chuẩn bị mình trộn gỏi gà. Giờ mình chờ để mình chút xíu mình vớt gà ra và mình sẽ trộn gỏi ha các bạn ha. Gà giờ cũng chín rồi các bạn, giờ mình sẽ vớt ra ha. Vớt để cho nguội chút rồi mình sẽ trộn gỏi. Vậy à. Giờ các gia vị mình cắt ra nha các bạn. Trong khi mình chờ cháo cái chín. Giờ mình cắt rau răm để lát mình trộn củ hành. Còn hành là hành ngò mình chút mình bỏ vô cháo nha các bạn. Thank you.
Bây giờ mình cắt hết gia vị xong rồi các bạn, giờ mình sẽ trộn gỏi củ hành, mình sẽ xé gà ra ha. Gà mình cũng xé xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho miếng muối tiêu vô ha. Muối tiêu. Sau đó mình cho miếng đường vô. Chanh. Trộn lên nha các bạn. À, còn gan nè, gan một chút chút mình bỏ vô cháo, mình cắt bỏ vô đây. Mình sẽ trộn đều lên cho nó thấm thịt gà nha các bạn. Hơi mặn mình cho miếng đường.
bạn, giờ mình bỏ củ hành vô ha. Củ hành rau răm luôn. Ngọc ơi, Ngọc. Ngọc ơi. Ngọc, mẹ kêu nó không dạ ta. Mình trộn lên đều cho nó thấm nha các bạn. Mở cái nắp hành phi ra giùm mẹ coi, lại lên. Đó, mình trộn cho nó thấm nha các bạn. Đó, cái hũ hành phi á. Để mẹ vô mẹ trộn xong mẹ cho uống thuốc. Mẹ kêu con gái của mình đang uống sữa đi. Ừ, con gái của mình đang uống sữa. Đây, lại lên. Đây mẹ bắt nắp với mình phi. Mẹ con đẩy nắp lại giùm mẹ. Rồi con đẩy nắp lại giùm mẹ đây. Lại lên. Đó. Rồi xong rồi đó các bạn. Đó, thao gỏi gà của mình. Giờ mình đi rửa tay sạch sẽ để mình ném nồi cháo. Cháo cũng sôi rồi, chín rồi, giờ mình ném nha các bạn. Ném xong bây giờ mình bỏ hành vô nha các bạn. Bỏ miếng hành phi vô luôn. Đó, đã ngon. Rồi cháo của mình đã xong rồi đó các bạn. Quá hấp dẫn. Món cháo gà gỏi củ hành của mình đến đây là kết thúc ha các bạn ha. Mình xin chào các bạn.